Hello, bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau tập bắt tay trước nha, để giúp cho chúng ta săn chắc một cái tay gọn gàng nhất có thể, cả trước và sau. Và chúng ta luồn dây vào chân nào. Ok, set up form, ngực mở, bụng, lưng thẳng. Ok, tay các bạn chúng ta để cho mình cái phần gót này và phần gối. Các bạn chúng ta dùng tay các bạn chúng ta kéo lên này. Giống như các bạn chúng ta đang nâng tạ phòng á. Vai đẩy xuống nha. Kéo lên. Cái này hơi đau tay cho nên các bạn chúng ta đeo găng tay vào cho Hương nhá. Kéo lên. Bạn sẽ thấy cái chuột của Hương nó di chuyển này. Là chúng ta đang tác động lên khu vực cơ tay trước. Đó, mọi người thấy cái chuột của tay Hương này.